Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư. Tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Tống Thần Tông vừa dùng bữa nhưng không thấy ngon. Thời gian gần đây long thể rất suy nhược, thiếu ngủ, chán ăn. Không mệt mỏi sao được khi danh dự quốc gia liên tiếp bị bôi nhọ. Tây Hạ coi thường, Đại Liêu bắt nạt, giờ đến Đại Việt cũng dằn mặt. Trước Tống có thắng Liêu nhưng vẫn phải còng lưng tiến cống, đó là một cái nhục. Uy phong thiên triều đang xuống thấp chưa từng thấy. Nếu không hành động thì khó lòng cứu vãn. Cho gọi Quách Quỳ và Triệu Tiết vào đây. Ngã lưng trên ngai rồng, bên dưới văn võ bá quan lo lắng nhìn nhau, không hiểu hoàng thượng cho thiết triều đột xuất làm gì mà long nhan căng thẳng. Quách Quỳ và Triệu Tiết đến thi lễ với hoàng đế rồi quỳ xuống chờ mệnh. Thần Tông hỏi: chắc các ngươi cũng thắc mắc tại sao trẫm lại triệu đến giờ này phải không? Vâng, thưa hoàng thượng. Quách Quỳ chắp tay vái. Vua Tống đứng dậy, tay cầm theo thanh gươm sáng loáng. Các quan sợ hãi xì xào. Cả hai tướng cũng hết hồn biến sắc khi thấy vua đang đằng sát khí tiến tới. Hoàng thượng, tại sao? Mắt Thần Tông lóe lên một tia căm phẫn. Cầm lấy! Rồi đưa thanh gươm ra, lưỡi gươm bén ngót, chui cán vàng chạm hình rồng, hai con mắt là hai viên hồng ngọc đỏ rực. Quách Quỳ giật mình đưa hai tay đón nhận. Thần Tông trao kiếm xong, phất lông bào rồi quay lại ngay. Ông nói: Thượng phương bảo kiếm, thẳng cho ngươi toàn quyền chỉ huy ba quân, còn Triệu Tiết là phó tướng, chinh phạt Giao Châu để trả mối thù Ung Châu. Thần tuân chỉ. Trẫm tin tưởng ngươi là cháu của danh tướng Quách Bân. Cả thiên hạ đều nhìn vào trận này. Đừng làm nhục thanh danh Đại Tống và đừng để trẫm thất vọng. Hai tướng già một tiếng đầy quyết tâm. Tuân chỉ. Xem ra lần này Tống quyết định chơi một ván bài cuối cùng với Lý để lấy lại số má. Quả thật là như vậy. 100.000 quân, trong đó có đến một nửa là triệu tập từ biên giới hai nước Liêu Hạ về, 200.000 dân phu để xây dựng và vận tải, thủy binh, kỵ binh, máy bắn đá, hỏa tiễn, bất kể thứ gì tân tiến và xịn nhất mà Quách Quỳ có thể huy động được đều gom lại cho chiến dịch quy mô lần này. Trong hàng ngũ tướng soái nhà Tống, Quách Quỳ được coi là lão luyện về việc biên thùy, tính tình rất thận trọng. Một trường ác đấu giữa hai quốc gia hùng mạnh là khó tránh khỏi. Nếu Lý Thường Kiệt thua cuộc, Đại Việt sẽ bị xóa sổ như bao quốc gia bất hạnh khác trong lịch sử loài người. Chúng ta cùng chờ xem. Năm 1076, sông Như Nguyệt, Đại Việt.
Lý Thường Kiệt buộc mái tóc dài, cởi áo, rồi cầm lấy con dao bén từ tay Tâm Phúc. Nước sông hôm nay rất lạnh. Ông hít một hơi thật sâu, cắn chặt chuôi dao, rồi nhảy ầm xuống nước. Bơi đến một chỗ nước nông, Lý Tư Quân rút dao ra, đâm mạnh xuống. Ông gật đầu hài lòng. Rất tốt, đất ở đây có thể đặt bẫy và dựng chiến lũy được. Rồi bơi ngược trở lên. Ông đi vận động dân chúng. Dân Đại Việt vốn tin tưởng thái quý Mỹ Nam tài giỏi nên đều hăng hái giúp sức. Người khuân cọc, kẻ gánh đất, người đặt bẫy, kẻ giót chông. Chẳng mấy chốc, một bức lũy trải dài phía bên bờ nam sông Dương Việt dần dần đã thành hình. Phòng tuyến được xây dựng bằng đất, đóng cọc tre dày mấy tầng. Dưới bãi sông là các hố chông ngầm tạo thành một cửa ải rất vững chắc và đáng sợ. Vì chứ chết vì rớt vào hàm chông sắc nhọn thì khỏi phải bàn về cái độ thốn. Phòng tuyến của chúng ta trải dài từ Tam Đảo, nhiều chỗ núi ăn sát bờ sông hoặc rừng cây tùm. Tự nhiên và nhân tạo sẽ kết hợp với nhau tạo thành một trường thành vững chãi để bảo vệ Thăng Long Thành. Thái quý sẽ chỉ huy đại quân ở đây à? Phò mã nói đúng. Phòng tuyến này rất dài, phải nói là dài hơn vạn dặm. Nhưng ta sẽ không dàn mỏng lực lượng ra, mà sẽ đóng thành các trại để cho tiện bề kiểm soát. Vậy còn ta sẽ làm gì? Chúng nó chia hai đường thủy bộ tiến đánh. Lý Kế Nguyên sẽ chăm sóc quân thủy, còn quân bộ thì ta đành phiền phò mã vậy. Thân Cảnh Thúc gật đầu. Mùa xuân năm 1077, như bao tướng xâm lược nhà Hán khác, Quách Quỳ vừa cải Nam Quan để vào địa phận nước ta. Kỳ này binh lực hùng hậu, lại có Thượng Phương Bảo Kiếm, khí thế nuốt phong dân, chẳng có gì khiến họ Quách phải nao núng. Khi tới ải Chi Lăng, Quách Quỳ thấy một tay giang hồ lạ mặt nào đó cưỡi ngựa đứng giữa đường. Bất thần, người này rút cung tên bắn mạnh một phát. Găm vào áo giáp, rồi chỉ thẳng mặt Quỳ và nói: "Thằng giặc kia, lại đây mà bắt tao!" Nghe diễu cợt, Quỳ đung đung nổi giận, thúc quân rước theo. Chàng thanh niên cũng quay ngựa bỏ chạy. Đó chính là Thân Cảnh Thúc. Quân Tống đang hăng máu thì bỗng nghe tiếng hò reo, rồi dân binh ở đâu đó đổ ra đánh. Người mã tấu, người giáo mác. Dân quân đồng gia có mặt, hò hãy tâm. Họ len lỏi vào đội hình Đại Tống đâm chém, cũng giết được kha khá nhưng không hề ăn thua. Quách Quỳ cầm đại đao cười lớn. Châu chấu đá xe hả? Quân bay đâu? Giết hết! Quân Tống giáp trụ tận răng, còn các chiến binh động giáp thì toàn dân tộc Tày áo vải, bị phản công chịu không nổi nhiệt bèn bỏ chạy hết. Thân Cảnh Thúc về sau chỉ đánh du kích chứ không quyết liệt xung phong như trước nữa. Nhưng cách này lại tỏ ra hiệu quả hơn.
chiến tranh, ngoài ban giao chính thức giữa các sứ giả, hai nước Tống Lý thường giao dịch hàng ngày ở biên giới. Tống cũng như Lý đều sợ gián điệp trà trộn vào nước để dò thám, nên chỉ cho họp tại một nơi nhất định, gọi là Bạc Dịch Trường, có thể gọi là chợ quốc tế. Tuy nhiên bây giờ mọi trao đổi coi như ngưng vô thời hạn. Quách Quỳ không khó khăn lắm để tiến đến bờ bắc sông Như Nguyệt. Nhìn sang bờ nam, thấy Lý Thường Kiệt đã cho xây dựng chiến lũy xong xuôi hết rồi. Hắn chặt lưỡi. Muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng chắc không đặng. Thủy quân còn chưa tới. Thôi thì cứ dừng tạm ở đây chờ vậy. Miêu Lý hiến kế. Cần gì phải chờ thủy quân, chỉ bắt cầu phao là qua được bên kia sông rồi. Quách Quỳ nghe mùi tai nên đồng ý. Hắn cho đóng trại trong khi Miêu Lý thi hành mưu kế. Miêu Lý lựa khúc sông mà hắn cho rằng không có quân Việt, nhanh chóng cho xây cầu phao. Hai ngàn quân tiên phong quả nhiên đã đột phá thành công, xuyên qua phòng tuyến Như Nguyệt. Miêu Lý cười gian. Đánh giao chỉ cần một cái chỉ thôi là nó xỉ chỏ rồi. Miêu Lý vừa đi được một đoạn là phục binh từ núi Thất Diệu ào ạt đổ ra đánh. Bạn sống sót cắm đầu chạy ngược về sông Như Nguyệt thì cứng họng. Ủa, cầu phao đâu rồi? Lý Thường Kiệt bây giờ mới dẫn quân xông đến. Ông trỏ gươm vào mặt Miêu Lý cười lớn. Chiêu tứ! Miêu Lý giật mình bỏ chạy. Quân Việt truy sát dữ dội. Quách Quỳ ở bờ bắc trông thấy liền vội vàng ra lệnh. Quân bay đâu? Mau mau cho bè sang bên kia cứu thằng ngu đó về đây. Khi bè qua đón được Miêu Lý thì đã có 1.000 lính tử trận. Quách Quỳ khi không thiệt hại rất nhiều quân tinh nhuệ thì không kềm chế được nữa, chửi âm ỉ. Để cái thứ ngu dốt này còn tồn tại ở trên đời, lão phu có ngày cũng phải toi mạng vì hắn. Rồi quát võ sĩ đem Miêu Lý ra chém. Quách Quỳ sau đó đã tự mình đi quan sát và nhận ra quân Việt không hề bỏ bất cứ khúc sông nào. Có những đoạn nhìn khá sơ hở nhưng lại ẩn tàng cạm bẫy chết người. Miêu Lý là một bài học, và sau bài học này, Quách Quỳ đã bớt ảo tưởng về sức mạnh của mình. Sao đợi tới giờ này mà thủy binh vẫn chưa tới? Cái lũ này đúng là làm ăn sống nhăn. Dạ bảo quách tướng quân, thủy binh của ta bị lính Nhân Viên chặn đánh chưa thể vào được. Hả? Quách Quỳ đã thực sự sốt ruột, không thể chờ lâu hơn nữa. Hắn quyết định đánh luôn.
Thăng Long cách đó có ít dặm mà không vào được thì quá mất mặt. Dắt Thượng Phương Bảo Kiếm vào lưng, Quỳ đi bộ ra sông Hà Linh. Đóng bè lớn thẳng tiến, ta sẽ báo hoàng thượng trừng trị bọn thủy quân khi trở về. Tôn lệnh. Tống dùng một lực lượng mạnh hơn nhiều so với lần trước của Miêu Lý, nhưng mỗi lần bè chỉ đưa được 500 quân rồi phải quay trở lại đón tốp sau. Hết lớp này đến lớp khác, quân địch ồn ồn đổ bộ sang bờ nam sông Như Nguyệt rồi xông lên phá bãi chướng ngại. Gồng mình, tay nắm chặt vũ khí, ra sức đâm xuyên qua lũy tre để chặn đánh quân Tào. Mọi người bình tĩnh, chúng ta không vượt qua đâu. Lý Thường Kiệt kêu lớn, tự thân ông cũng cầm đại đao tả xung hữu đột. Quân Tống đổ mồ hôi sôi nước mắt để chặn. Mẹ nó, cứ quá chắc là ông Đức. Thầy ông Đức. Chúng tìm cách phá hủy những hàng rào tre, nhưng dầu dày mấy tầng rất là khó phá, lại bị quân ta từ trên chiến lũy đánh xuống dữ dội. Quân Tống hoảng sợ vì số người chết do bị đâm chém hoặc đạp phải hàm trong mỗi lúc một nhiều, mà diễn binh của Quách Quỳ thì vẫn chưa qua kịp. Họ Quách đứng bờ bên kia thẫn thờ nhìn quân Lý tàn sát quân mình. Quả thực là đánh một trận giặc không kinh ngạc, đánh hai trận tàn tạc quân ta, đúng là không có thủy binh không thể nào địch nổi chúng nó. Hắn phẫn chí rút hết quân về lại rồi ngồi buồn rầu. Quách Quỳ cảm thấy bất lực, đến nỗi hễ ai bàn đánh là nổi khùng đòi chém. Hai tháng sau trận đánh đó, Quách Quỳ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì cũng không được, vì thủy quân vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Lùi thì cũng không xong, vì sẽ mắc đại tội với hoàng đế. Không tiến không lùi thì phải xử lý ba quân đang mắc dịch bệnh phương Nam. Cuộc đời đen như chó cắn, Quỳ thở dài, thổi tắt ngọn đèn rồi trèo lên giường. 36 kế tôn tử, kế nào là dùng được? Bài toán Như Việt quả là nan giải. Quỳ suy nghĩ hồi lâu rồi mệt quá thiếp đi.
Bao nhiêu canh giờ trôi qua, nhưng gió bắt đầu thổi mạnh. Trong tiếng gió vang lên một giọng trầm, Bất Quỳ mở mắt, tay nắm chặt Thượng Phương Bảo Kiếm, im lặng lắng nghe. Sông núi nước Nam, vua Nam ở. Hắn kinh hãi bật dậy, vén màn trướng nhìn ra ngoài. Lá cờ xoáy bay phần phật trong cuồng phong dữ dội. Giọng nói mỗi lúc một lớn hơn. Ranh ranh định phận tại sắp trời. Bỗng có tiếng hò reo vang trời chuyển nước. Dải sông như nguyệt bừng lên ánh đuốc, tiếng trống tiếng chiêng bừng bừng khí thế. Khi đoàn thuyền nhà Lý rẽ sóng trực chỉ bờ bắc, gươm giáo sáng choang, giọng nói trầm hùng lại vang lên một lần nữa. Cửa sau lũ giặc sáng xâm phạm. Quốc Quỳ lúc này đã sợ hãi thực sự. Hắn quát thét binh lính các doanh chuẩn bị nghênh địch. Rồi bỗng một trại bốc cháy. Tướng sĩ định dập lửa thì trại thứ hai cũng bốc lửa rừng rực. Gió mạnh, lửa lan rất dữ, sáng cả một vùng. Cây cối xung quanh bắt lửa cũng cháy theo. Chẳng mấy chốc, bên phía bắc sông Dương Việt, biển lửa dâng tràn không trung. Quân Việt đổ bộ lên bờ, ùa vào doanh trại quân Tống. Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Lý Tống giao tranh dữ dội, âm thanh la hét của người bị thương, kẻ tử trận vang lên đau đớn. Quách Quỳ mặc vội áo giáp lao ra ngoài trợ chiến. Bỗng từ đâu hai tướng Hoàng Chân và Chiêu Văn ập đến quyết chiến giết Quỳ. Quỳ nhanh nhẹn né được đường gươm, lăn tròn trên đất, chiến màu khắp tương tả. Quỳ hét: Đầy ba quân tướng sĩ, gặp đứa nào giết đứa đó, không cần phải bắt sống. Hắn điên cuồng chống trả, Hoàng Chân đâm mạnh lưỡi gươm vào bụng Quỳ, nhưng trượt qua lớp giáp. Chiêu Văn bôi thấy bột giáp, nhưng Quỳ lại gạt phát đi. Hắn tuyệt vọng. Yên Trương, cứu ta! Dũng là một võ tướng võ nghệ cao cường, với sự hộ vệ của Yên Đạt và Trương Thế Cự, Quỳ thoát chết trong gang tấc. Hoàng Chân và Chiêu Văn thấy không thể đoạt mạng Quỳ, bèn nhanh chóng trở ra. Sau cơn bất ngờ, Quỳ đã lấy lại được bình tĩnh. Phản công! Kỵ binh có lợi thế chiến đấu trên đất liền và ngay trong khu căn cứ, dĩ nhiên đã có phòng vệ từ trước. Quân Lý bị thiệt hại rất nặng và phải rút lui xuống chiến thuyền. Quách Quỳ hàng máu ra lệnh dựng hết máy bắn đá lên, quyết đánh đắm toàn bộ thuyền địch, đồng thời cho quân đuổi theo thuyền soái để tiêu diệt Hoàng Chân và Chiêu Văn. Quỳ nói: Chiến thuyền đó là của chủ tướng bọn Đại Việt, hạ được nó là xong. Thuyền soái bị mấy bắn đá nã tới tấp, thủng như tổ ong. Hoàng Chân và Chiêu Văn vẫn giữ vững kim bài nhà Lý.
cả hai ông quyết đứng chỉ huy cho đến lúc nằm lại vĩnh viễn trên dòng như Việt Giang. Quách Quỳ đắc thắng. Ngày mai là ta có thể ngồi uống rượu trong Thăng Long Thành rồi. Chưa kịp vui mừng thì nụ cười tắt hẳn trên môi khi Quỳ nghe tin chiến báo. Cấp báo, doanh trại của phó tướng Triệu Tiết gặp nguy. Hóa ra Lý Thường Kiệt đã dương đông kích tây, sai Hoàng Chân và Chiêu Văn đánh Quách Quỳ, thu hút hết toàn bộ lực lượng nhà Tống để một mình rảnh tay tấn công Triệu Tiết. Đêm đó nghe Quách Quỳ bị đánh thì Triệu Tiết cũng gửi quân đi cứu viện, nhưng như thế thì đã mắc mưu Lý tướng quân rồi. Lý Thường Kiệt áo bào đỏ bay phất phới, hùng dũng xách đại đao dẫn đầu ba quân xông vào doanh trại. Triệu Tiết luống cuống lên ngựa bỏ chạy, bị đánh lấp ban đêm khiến cho hắn mất cảnh giác. Cháy ngùng ngục liếm cả chân mây lẫn mặt đất, khối cuộn thành đám lớn lan từ trại này qua trại kia, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn không thể nào kiểm soát. Quân Tống chết phải đến hơn một nửa, thay người thủng ruột loài mắt đầy khắp nơi đóng quân, kinh dị đến mức người dân địa phương về sau gọi đây là cánh đồng xác. Ngày nữa trôi qua sau lần giao tranh cuối cùng ấy. Đây là chiến thắng lớn nhất và là trận chiến ác liệt nhất kể từ sau trận Bạch Đằng của Ngô Quyền. Quân Tống đứng trước một tình thế hung hiểm, nếu vẫn cố lì lợm tử thủ, không sớm thì muộn cũng sẽ bị quét sạch. Lý Thường Kiệt vẫn đang sung sức, lại thêm thân cảnh thúc liên tục quấy phá đằng sau. Quách Quỳ đang chán nản thì nhận được lá thư. Gửi Quách tướng quân, chiến tranh chỉ đem đến đau thương và tan tóc, dẫu ai thắng thì cũng khiến thiên hạ điêu tàn, sinh linh đồ thán. Tôi trộm nghĩ, nếu hai nước gạt bỏ hận thù, nối lại tình hòa hiếu, chẳng phải hay hơn chăng? Vậy nếu tướng quân rộng lượng về tâu bày với thiên tử Đại Tống những điều trên, ấy là đại phước của cả hai nước vậy.
Thái úy Lý Thường Kiệt. Quách Quỳ đọc xong thư, thấy lời lẽ nhã nhặn, không trịch thượng, không coi thường Đại Tống, mà lại rất hợp tình, thôi thì rút quân về. Quách Quỳ trở về, bị hoàng đế giáng chức và cho nghỉ hưu sớm. Quân Tống mất tổng cộng 8 vạn quân và 8 vạn phu. Toàn bộ chi phí chiến tranh ngốn mất 5 triệu 2 lạng vàng mà chẳng thu được cái tích sự gì. Thất bại này đã làm cho nhà Tống hết muốn xâm lược quận Giao Chỉ mà buộc phải công nhận Đại Việt là một nước riêng. Nhà Lý thả những người ở Ba Châu, Ung Khâm Liêm về lại Tàu, còn nhà Tống thì trả lại Quảng Nguyên, tức tỉnh Cao Bằng bây giờ. Giang hồ đồn rằng chỗ đó có nhiều vàng. Người Tống tiếc của nên có câu thơ than rằng: tham voi Giao Chỉ, mất vàng Quảng Nguyên. Sao cho được đất